Bi kịch đau đớn khiến Châu Nhuận Phát quyết định hiến tặng toàn bộ gia sản 17.000 tỷ đồng. Năm 2018, Châu Nhuận Phát gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ quyên góp khối tài sản ước tính hơn 714 triệu USD, khoảng 17.000 tỷ đồng mà ông đã tích góp trong gần 40 năm hoạt động nghệ thuật cho quỹ từ thiện. Chia sẻ với báo giới, Châu Nhuận Phát cho biết vợ chồng ông đã thống nhất và lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu. Nghĩa cử cao đẹp của ông được nhiều người ngưỡng mộ và ca ngợi. Bi kịch mất con khiến vợ chồng Châu Nhuận Phát quyết định hiến toàn bộ gia sản 17.000 tỷ đồng. Châu Nhuận Phát kết hôn với Trần Hội Liên, một thiên kim xuất thân giàu có vào năm 1987. Sau 4 năm bên nhau, Trần Hội Liên mang thai con gái đầu lòng. Khi biết tin, Châu Nhuận Phát tỏ ra bình thường nhưng thực chất trong lòng vô cùng mừng vui. Ông nhắc nhở vợ không nên làm nhiều việc, còn tận tình chăm sóc vợ bằng cách tự nấu cho bà rất nhiều món ăn giàu dinh dưỡng. Gần thời điểm dự sinh, vợ chồng Châu Nhuận Phát háo hức chờ đón con gái chào đời. Lần đầu tiên được làm cha, nam diễn viên hạnh phúc lắm. Ông hào hứng đi mua nồi, thậm chí còn lau chùi quét dọn phòng cho con. Thế nhưng khi thai nhi được 7 tháng, một biến cố đau đớn đã xảy ra. Trần Hội Liên tâm sự trong nước mắt. Đến một ngày, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ. Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái đã qua đời do tràng hoa cuốn cổ, là ngạt thở mà chết. Con gái của tôi chết, đó là điều tôi không thể chấp nhận. Ngày hôm đó, con nằm ngoan trong bụng mẹ lại hóa ra là ngày mẹ con xa nhau. Giấu cho bản thân vô cùng đớn đau, nhưng vợ Châu Nhuận Phát vẫn lựa chọn đẻ thường để đứa con gái đầu tiên và duy nhất được ra đời như một đứa trẻ bình thường. Sau khi sinh con, bà xin được thấy mặt con lần đầu và cũng là lần cuối. Nỗi đau mất con khiến Trần Hội Liên suy sụp và bị trầm cảm trong một thời gian dài. Sau này, bà không muốn sinh con nữa vì quá ám ảnh, thương vợ phải chịu cú sốc lớn, Châu Nhuận Phát cũng thuận theo. Ông an ủi vợ rằng chỉ cần vợ chồng có nhau là đủ rồi, không đòi hỏi những thứ xa vời khác. Vì không có con cái, Châu Nhuận Phát quyết định hiến tặng tất cả gia sản cho công việc từ thiện. Ông chia sẻ, số tiền đó tôi không thể dành cho con gái mình nên vợ chồng tôi san sẻ cho những người cần giúp đỡ. I'm so high, yeah.